Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trang tin địa phương do Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Lạc Sơn thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Sơn khóa 27, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ 16 để thảo luận và thống nhất một số nội dung liên quan đến việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lạc Sơn khóa 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào các văn bản dự thảo báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ 17 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lạc Sơn lần thứ 27 nhiệm kỳ 2020-2025. Dự thảo báo cáo kiểm điểm công tác giữa nhiệm kỳ của Ban chấp hành, Ban thường vụ huyện ủy khóa 27 nhiệm kỳ 2020-2025. Tờ trình của Ban thường vụ huyện ủy về việc điều chỉnh các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Sơn khóa 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng tại hội nghị, đồng chí Trần Công Lâm, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Lạc Sơn đã quán triệt triển khai quy định số 85 QĐTU ngày 7 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Huyện ủy Lạc Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 NQTU của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp hiệu quả của các ban ngành đoàn thể và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, ngành giáo dục huyện Lạc Sơn đã thực hiện tốt công tác dạy và học. Các phong trào thi đua được triển khai có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Hiện nay toàn ngành giáo dục và đào tạo huyện có 67 chi bộ với 1.838 đảng viên trên tổng số 2.659 cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành, chiếm 69,1%. Từ năm 2013 đến nay, huyện đã sáp nhập từ 89 trường công lập xuống còn 58 trường. Về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học, trước năm 2013, phòng học của các nhà trường đều không có tivi, máy chiếu để phục vụ dạy và học. Nhưng đến nay, cấp tiểu học đã có 182 trên 315 lớp 1, 2, 3 đã được trang bị các phương tiện dạy học, đạt 58%. 100% lớp học cấp trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên được trang bị máy chiếu hoặc tivi. Đối với các khối lớp và cấp học khác, tỷ lệ trang bị máy chiếu hoặc tivi tại phòng học đạt trên 20%, từng bước đáp ứng yêu cầu đối với chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Việc tổ chức thực hiện nghị quyết đã giúp cho huyện Lạc Sơn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 3, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Công tác giáo dục dân tộc tiếp tục được quan tâm đầu tư, chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục từng bước được nâng cao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học tiếp tục được bổ sung hoàn thiện, góp phần nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ở các giai đoạn. Thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh. Nhân dịp này, huyện ủy đã tặng giấy khen cho 8 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 29 giai đoạn 2013-2023. Vừa qua, Hội đồng Nhân dân huyện Lạc Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác cán bộ. Kỳ họp thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cho thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Lạc Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, nguyên Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Lạc Sơn do chuyển công tác. Đồng thời thực hiện bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Căn cứ kết quả bầu cử, đồng chí Bùi Văn Kiếp, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đã trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Lạc Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu đạt 100%. Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Lạc Sơn khóa 20 đã tổ chức hội nghị liên tịch với Ủy ban Nhân dân huyện và các cơ quan hữu quan để thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân huyện Lạc Sơn khóa 20. Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, tức kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, Hội đồng Nhân dân huyện nghiên cứu, thông qua 36 báo cáo, xem xét 10 tờ trình, dự thảo nghị quyết và tiến hành quy trình công tác cán bộ theo luật. Kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân huyện sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 7 năm 2023. Hội đồng Nhân dân huyện sẽ tiến hành tổ chức tiếp xúc cử tri đồng loạt tại 10 điểm xóm thuộc các xã theo khu vực bầu vào sáng ngày 12 tháng 6 năm 2023. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn đã tổ chức hội nghị đánh giá nhiệm vụ cải cách hành chính, kết quả thực hiện chuyển đổi số 4 tháng đầu năm 2023. Quý 1 năm 2023, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện đã thực hiện niêm yết công khai 253 thủ tục hành chính, cấp xã thị trấn 118 thủ tục. Các thủ tục niêm yết đều đảm bảo tiêu đề về tên thủ tục, điều kiện, hồ sơ, văn bản giấy tờ cần thiết, căn cứ pháp lý, quy trình, trình tự, thời gian giải quyết, lệ phí để người dân có thể tiếp cận thủ tục cần làm một cách nhanh nhất. Trong quý 1 năm 2023, trên địa bàn huyện đã tiếp nhận 10.704 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Hồ sơ tiếp nhận qua trực tuyến là 10.436 hồ sơ. Số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp là 234 hồ sơ. Kỳ trước chuyển sang 34 hồ sơ. Tổng số hồ sơ đã giải quyết là 10.667 hồ sơ. Tổng số hồ sơ đang giải quyết 37 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn đã tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng cán bộ quản lý giỏi, giáo viên dạy giỏi và học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023. Năm học 2022-2023, cán bộ quản lý giáo viên đã tham gia 14 hội thi, kỳ thi, cuộc thi cấp tỉnh. Các giải thể dục thể thao đã có trên 2.000 lượt thí sinh dự thi, 800 tập thể và cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba khuyến khích. Toàn huyện có 33 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, trong đó có 2 giải nhất, 4 giải nhì, 12 giải ba và 15 giải khuyến khích. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, huyện Lạc Sơn có 1 giải nhất, 14 giải nhì, 22 giải ba và 19 giải khuyến khích, xếp thứ 3 toàn tỉnh về tỷ lệ học sinh đạt giải. Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn đã khen thưởng 20 tập thể, 33 giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi và 214 học sinh giỏi đạt giải trong kỳ thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Bùi Văn Lệnh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn. Theo quyết định số 968 QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Quách Tuấn Phong, Phó trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện, được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng phòng dân tộc huyện Lạc Sơn. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày ký quyết định. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Quách Tuấn Phong trân trọng cảm ơn sự quan tâm tín nhiệm của lãnh đạo huyện đối với bản thân và hứa sẽ nỗ lực để cùng với tập thể phòng dân tộc hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn đã tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ vừa qua, hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc giúp đỡ nạn nhân da cam dioxin, đã đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí làm nhà cho 9 nạn nhân với số tiền 260 triệu đồng. Huyện hội và Hội Chữ Thập Đỏ huyện cũng đã tặng 19 suất quà trị giá 5,8 triệu đồng, tặng 16 sổ tiết kiệm trị giá 16 triệu đồng. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân và nhân dân trong xã đã tặng 56 suất quà trị giá hơn 24 triệu đồng cho các nạn nhân da cam dioxin của xã. Đại hội cũng đã tiến hành bầu 3 đồng chí vào Ban chấp hành khóa 2, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Vừa qua, Ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo xã Vũ Bình đã tổ chức hội nghị ra mắt mô hình dân vận khéo, chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ năm 2023. Mô hình được ra mắt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, xây dựng đạo đức công vụ, tác phong phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ công chức, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị trong công tác dân vận nói chung và công tác dân vận chính quyền nói riêng. Vừa qua, xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn đã tổ chức lễ phát hành cuốn lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Miền Đồi giai đoạn 1945-2020. Cuốn lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Miền Đồi giai đoạn 1945-2020 gồm 3 phần 6 chương, phụ lục, phụ bản ảnh, tài liệu tham khảo. Cuốn sách được xuất bản có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị tư tưởng của Đảng bộ xã Miền Đồi, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ các giá trị truyền thống, lòng yêu quê hương đất nước, chịu thương chịu khó của người dân xã Miền Đồi, cũng như sự lãnh đạo của Đảng bộ trong suốt 75 năm qua. Vừa qua, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Lạc Sơn đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thượng Cốc đã tổ chức lễ bế giảng lớp đào tạo nghề may công nghiệp cho lao động nông thôn của xã Thượng Cốc. Trong thời gian 2 tháng, 27 học viên của lớp đã được tổ chức thực hành, làm thử các sản phẩm trên máy và được hướng dẫn về kỹ năng cắt may và công đoạn hoàn thành một sản phẩm trang phục. Ngoài ra còn được học những kỹ năng đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và rèn luyện tác phong công nghiệp của người lao động. Kết thúc khóa học, 100% học viên tham gia khóa học đã được Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện cấp chứng chỉ nghề may công nghiệp, giúp cho các học viên có thể xin vào các công ty may, cũng như có thể tự tạo việc làm, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình. Vừa qua, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Lạc Sơn đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị trấn Vụ Bản tổ chức bế giảng lớp đào tạo nghề kỹ thuật chăn nuôi gà cho 30 lao động nông thôn trên địa bàn. Sau 2 tháng học tập, các học viên lớp học thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ gia đình chính sách trên địa bàn thị trấn Vụ Bản đã được trang bị những kiến thức liên quan đến việc nuôi gà và phòng trị bệnh cho gà. Từ đó giúp các học viên nắm được việc chọn giống, thức ăn, nuôi dưỡng, chăm sóc, chuẩn đoán và phòng trị bệnh thường gặp ở gà đúng quy trình kỹ thuật. Kết thúc khóa học, các học viên đều được cấp chứng chỉ nghề nuôi gà. Thông qua lớp học này nhằm giúp cho các học viên có cơ hội tiếp cận những quy trình kỹ thuật để áp dụng vào quá trình chăn nuôi của gia đình, góp phần tạo việc làm và ổn định cho người dân. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Yên Nghiệp, Trung tâm Học tập Cộng đồng, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Yên Nghiệp tổ chức khai mạc hè Ngày Olympic Trẻ Em và phát động toàn dân luyện tập môn bơi phòng chống đuối nước và tổ chức một số trò chơi dân gian nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023 và kỷ niệm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2023. Sau lễ phát động, các vận động viên của 12 đội đến từ các xóm trong xã đã tham gia thi đấu các trò chơi dân gian như đưa bóng về đích, nhảy bao bố và thi kéo co. Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng các vận động viên tham gia rất hăng say, nhiệt tình, khán giả cổ vũ hết mình cho các nội dung thi đấu. Sự kiện này là dịp để xã Yên Nghiệp tuyên truyền vận động các cấp các ngành và nhân dân quan tâm đẩy mạnh triển khai cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tuyên truyền vận động trẻ em tích cực tập luyện thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe thể lực, tầm vóc, phát triển toàn diện và phòng chống tai nạn do đuối nước xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, trang tin địa phương do Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Lạc Sơn thực hiện đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.